Phần 3. Cõi trời vô sắc. Vì sao gọi là cõi trời vô sắc? Vì cõi trời này cấu tạo bằng điện tử âm dương không màu sắc. Thân trời cũng như cây cỏ hoa lá ở cõi trời này cấu tạo bằng điện tử âm dương không màu sắc nhưng rất thanh tịnh nên gọi là cõi trời vô sắc. Việc làm ở cõi trời vô sắc này như thế nào? Cõi trời vô sắc này không làm việc mà chỉ thụ hưởng nghiệp phước đức dương trong cảnh thanh tịnh. Ở trời vô sắc này hưởng thụ như sau: trời nam trời nữ giao hợp tùy thích, đi chư du đâu cũng được trong toàn cõi hành tinh vô sắc này. Trời nữ mang thai 9.000 tháng, 10.000 ngày, sinh ra trời con. Trời con tự lớn lên, không cần sự trợ giúp của trời cha và trời mẹ. Ăn uống là trái cây, hoa lá, nước, cấu tạo bằng điện tử âm dương không màu sắc, có đầy khắp trong hành tinh vô sắc này. Tuổi thọ ở cõi trời vô sắc này cao nhất là 100.000 năm so với địa cầu này. Còn tuổi thọ đủ hay thiếu là do nghiệp phước đức dương mà tánh vật mượn thân người tạo ra nơi trái đất này. Khi hết tuổi thọ, thân và tánh trời vô sắc tự tan rã ra, chung ấm thân trở tánh vật trở lại dòng tộc ở trái đất, tiếp tục làm người, tạo ra nghiệp mới luân chuyển đi nơi khác. Còn luân chuyển đi đâu nữa là do tánh vật mượn thân người tạo ra. Ở trái đất này, ai muốn vãng sinh lên cõi trời vô sắc sinh sống thì thực hiện 3 việc như sau. Phải làm phước thiện cho thật nhiều. Khi làm phước thiện, phải mơ tưởng ham sống nơi thanh tịnh. Nếu muốn chắc chắn, dụng công ngồi thiền ép cho thân tâm được thanh tịnh, tức tự mình tạo ra làn sóng điện tử âm dương thanh và nhẹ nhất, ngang bằng với cõi trời vô sắc là nơi vòng 4 tam giới. Khi thân tứ đại người chết, vỏ bọc tánh người cấu tạo bằng điện tử âm dương không bảo quản thân tứ đại con người nữa. Vỏ bọc tánh người này co lại thành là trung ấm thân, làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân người tạo nghiệp. Vị thần tự hành phụ trách tánh Phật mượn thân và tánh người này nhìn thấy trong trung ấm thân này chứa toàn là nghiệp phước đức dương thanh tịnh, nên vị thần phụ trách tánh Phật này có bổn phận là nắm trung ấm thân này ném bay vào vùng 4 tam giới để tánh Phật này hưởng nghiệp phước đức dương thanh tịnh. Khi tánh Phật này hưởng hết nghiệp phước đức dương thanh tịnh thì thân và tánh trời tự tan rã ra, trung ấm thân trở tánh Phật trở lại dòng tộc mượn thân người khác tạo nghiệp nữa. Cõi trời vô sắc này có 11 hành tinh gồm: trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la, trời phi phi tưởng xứ. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ cho người thân và gia đình của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều tương tác, vì vậy nhờ bạn bấm vào nút like hoặc comment để giúp cho video của chúng ta có thêm nhiều người biết hơn nữa. Cảm ơn bạn.